Cho con biết là tên cô là gì đi. Cô là Diệu Hữu, Cô Diệu cô Diệu Hữu Hữu ở à, bên Úc. bên Úc phải không ạ? À? Rồi cô xin cô cho biết rằng là lúc ông Võ Hoàng Yên qua bên Úc là năm nào hả cô hả? Là cho 6 7 năm gì trước hả con? 6 năm trước là Cô không nhớ. cái lúc đó là ổng chữa bệnh tại chùa hay là tại một cái trung tâm nào cô? Ở chùa, ổng qua đây là ổng trị bệnh tại chùa không mà không có nhà, ở nhà riêng con. Dạ ở chùa, rồi cái chùa đó là tên gì hả cô ha? Chùa Phước Tường ở dưới Richmond á. Dạ, bây giờ vậy nè, cô xin cô kể để đầu đuôi câu chuyện nha. Kể từ cái lúc mà cô bị bệnh gì, rồi cô tới đó, rồi ông chữa Đúng làm rồi, sao để cho mọi người biết cho cô nha. Rồi, tức là cô không biết gì một chút xíu gì về cái ông Võ Hoàng Yên, mà chưa có biết tên gì hết trơn á. Người bạn của cô á tuy xin đi điền form rồi, con biết là mọi người đi tới thì mình phải điền cái form, là nếu có chuyện gì xảy ra thì ổng không có hoàn toàn chịu trách nhiệm, nếu là lỡ mình chết cũng ổng không có người nào như vậy hết ha. Chỉ đi xin form, chỉ điền xong chị đầu sáng buổi sáng á, chỉ điện thoại xuống cho cô, chỉ kêu bây giờ tôi xin form, tôi điền xong rồi đó, bây giờ lên đi đi với tôi chở xuống dưới là chị bệnh. Thì cô lái xe nhà cô, chỉ cô bỏ xe đó rồi đi với chị với con gái chị với người rể chở đi xuống dưới. Đi xuống dưới vô mà con biết không, mà người kêu là cái cô vô là đệ tử của ổng làm chứ không phải ổng làm, mà hỏi cô là làm sao. Cô nói là cô bị nhức đầu, thường là cô bị nhức đầu. Cô chỉ khai như vậy thôi, rồi cái nó búng, cô không biết không, là búng nó búng vô giống như mình búng, mình chơi hồi xưa mình búng vô cái tay mình bị thua, mình búng đó con, mà búng vô cho chóc 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 cho trên cái trán nhá. Ngày kia cô nói thật con, mà búng một cái là cô xuống đáy trong bụng nó đau vậy đó, mà búng làm sao mà nó nổi lên hai cái cục như là hai cái trái chanh trên cái trán của cô, giống như cái bữa cô ở bên Mỹ đó, kể cho con nghe đó, hai cái cục to to chỗ tổ bố cho trên trán của cô vậy nè. Thì nó mới bỏ nó lợi, nó nói với ổng cái gì không biết. Thì ổng được trị bệnh cho người khác, thì cô thấy cái mặt ổng ổng có ý có tỏ ý giận, mà ổng nói cái gì giống như ổng ra rồi này ra nói cái gì đó. Thì ổng mới bỏ cái người đương trị bệnh đó, ổng mới vuốt, bắt đầu ổng vuốt hai cái cục đó, ổng làm cách gì không biết, ổng lấy dầu cái gì cô, ổng thấy cô nhắm mắt lại rồi cô, ổng làm ổng vuốt 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 lên trên đầu cô, thì hai cái cục đó nó mất. Thì ra cái lúc đó thì cái sau đó cái ổng nói bây giờ còn bệnh gì nữa, cái cô mới nói là cô bị cái bú ở cổ. Cái ổng nói ngước lên coi, cái thì con biết là nước như vậy thì cái bú nó lặn ở trong, nó đâu có thấy đâu. Cái ổng nói rồi để ổng chị cho cái ổng bấm, bắt đầu ổng bấm là cô nói thật, cô ổng bấm mà hả cô đau, mà cô có cô la nó đau nữa là khủng khiếp con biết không. Mà con nghĩ là làm sao mà một cái bú mà nó cứng như cục đá vậy, mà làm sao mà bấm mà hết cái bú được. Thì ổng bấm xong hay cái bắt đầu cái ổng biểu nè ngước cái cổ lên coi. Cái gì cô bắt đầu cô mới ngước cái cổ lên, thì ổng mới kêu kêu mọi người ở xung quanh đó đông lắm con, cả trăm người lớn. Ổng nói nè coi nè, hồi nãy thấy cái bú tổ tổ chúa vậy nha, bây giờ thấy không, kêu cái bú mất rồi nè, bây giờ cái bú mất rồi thì giờ phải làm sao. Vỗ tay lên mấy bộ phim quay. Cô mới nói cha nội này, cô nói trong bụng người con biết không, cô nói trời ơi cha nội này thầy thầy bà gì đâu mà chữa bệnh mà biểu người ta vỗ tay rồi đấy. Mấy bộ phim quay lên cô thấy là cô trong trong lòng cô là cô không không thích rồi. Cô nói cái ông này không có phải thầy thầy bà gì làm kỳ vậy. Cái ổng hỏi rồi đó, cái bú tan rồi bây giờ còn gì nữa không. Cái gì cô nói cô bị hai cái đầu gối, cô đứng lên ngồi xuống còn không có được, với lại cô đau xương sống. Sao mà đây cô đau nhiều dữ vậy, nhiều quá rồi là thôi không 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 không, không chữa nữa, tức là chỉ có vuốt cái trên đầu cô với lại cái bú thôi. Nhưng mà cô có biết là khi mà cô ra xe, cô lái xe về nhà thì cô coi kính chiếu hậu á, cô ngó xuống vậy thì cái bú nó lòi ra cái tổ chú cho chỗ cô còn y sinh thôi, tại vì nếu mà ngước lên thì nó lặn vô rồi nó đâu có thấy. Còn ngó xuống bình thường vậy nè, để bình thường hoặc là ngó thẳng tới trước thì cái bú nó lòi ra bự to chỗ bố vậy nè, ra
mà năm 2012, 13 vậy đó cô phải mổ, cô biết không, nó mẹ cô thở không được, cô phải mổ, đi nhà thương mổ, mổ rồi là im suy mổ liền á đó. Đó rồi con biết cái đầu cô, con biết là lúc mà ổng so cái đầu cái trán cô đấy thì cô về nhà, cô về nhà tức là cô bữa tối đó cô như đi, cô đi đánh răng ở trong nhà tắm, cô dòm lên cô nói trời ơi, nó coi cô biết rồi, nó bắt đầu nó xuống cái trán, nguyên cái trán của cô hay nó đen đen như cô lấy đậu chảo mà tha trên trán của cô vậy, mà nó đau, nó đau đau dễ sợ đau luôn. Cô lấy dầu xanh, cô sức cô dầu gì cô có ở trong phòng ngủ của cô là cô lấy, cô trà lên cô tha rồi cô vuốt 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 cho nó tan cái máu bầm, nhưng mà thật sự nó đâu có tan con. Bắt đầu nó lan, nó từ từ nó xuống chân mày, xuống mấy mắt, rồi xuống dòng con mắt, xuống gò má hen, mà nó đen đen giống như là lấy lọ chảo mà phớt vô, con biết không. Cô phải trốn trong nhà, tại vì cô ở con mình à, cô trốn ở trong nhà, nghĩa là không dám ló đầu ra. Hai tuần lễ ở trong nhà, con biết không, mà tại vì cô thì tủ đá, tủ lạnh cô là rồi cô có đồ ăn cô để sẵn, thành ra cô cứ lấy ra cô ăn. Hai tuần lễ hết đồ ăn cô phải đi ra đi chợ, mà tới lúc đó thì nó chưa tan hết, cho con nó còn giật giật, nó còn hơi đỏ đỏ đen đen, là phải đi mang kiếm, mà cái trồng to tổ bố mà che gì nè, mà đi mà cứ gầm 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 rồi mặt xuống nó không cho dám ngó lên á. Đi chợ ai cũng hỏi trời ơi là bữa nay sao làm gì mà kiếp, cô đâu dám nói đâu con đó. Xong rồi ha, rồi cái 2-3 năm trước này nè, cô đi bấm nguyệt, đi lợi ông thầy, ông bấm nguyệt, ông mới vuốt cái đầu của cô. Cái ông nói ủa sao cái đầu chị sao ngộ vậy, cái cô mới nói cô cũng không biết là cái đầu cô nó như vậy nữa con. Cái cô mới hỏi ủa anh nói cái gì vậy, cái đầu tôi sao cũng bình thường đâu có gì, sao mà tôi thấy nó không lơ láng như đầu của người ta. Cái cô mới thò tay vô cái đầu, cô vuốt, cô mò, trời đất ơi, lúc đó cô mới phát hiện ra là nó u nần cái đầu của cô này nè. Rồi cô bắt đầu cô mới kể cho ổng nghe về cái vụ ông hoàng cái gì, ổng trị cho cô vậy đó. Cái ổng nói cái ảnh mới nói trời ơi thầy bà gì đâu sao mà ác dữ vậy, sao vuốt mà vuốt máu bầm cho người ta mà không vuốt thôi vuốt luôn cho nó hết, cho nó xuống hết đi, mà tại sao lại để đó mà tới bây giờ gì mà nó còn tụ trên cái đầu của người ta vậy. Cô nói thiệt chứ con, bây giờ nghe kêu là nếu mà cái đầu cô bây giờ mà cô cạo trọc cho đi nghe là cục trên đầu cô nè, nó không có trời láng o như là lúc bình thường của cô vậy đó con. Hỏi hôm rồi cô coi ở trên YouTube mà bao nhiêu người đều nói gì ổng, thật sự là không phải là bây giờ thấy người ta ngã ngựa mình mới nói để mà hại người ta, mà thật sự là cô rất là bức xúc trong lòng cô biết không. Tại vì cô lúc mà ngay lúc đó đó mà cô nói thầy bà gì đó mà sao mà chữa, cô nói trong bụng thầy bà gì chữa bệnh cho ta, mà biểu vỗ tay lên quay lên giống như là để mà phô trương là mình thầy giỏi, mà thật sự mà coi có trị hết đâu. Cái bố của cô cũng to tổ bố, rồi mà 1-2 năm sau cô nghẹt thở, cô khổng tự phải mổ emergency, cô thấy không đó. Thành ra cô chỉ muốn là cô nói với con như vậy để cho con đưa lên coi như là nhân chứng sống. Cô con biết không, ở trong chùa, Quảng Đức nó còn kêu là tội nghiệp mấy bà già dữ lắm, con biết không, mấy bà già là 70-80 tuổi đi không nổi, con cái phải kè đi, mà con biết đi là 4-4 giờ sáng phải thức dậy đi lợi bắt số, con biết không. Mà thật sự là cô không biết là có phải bắt số trả tiền hay không, chứ còn mà lúc mà cô đi làm á thì là để cái thùng từ thiện đó con, rồi làm xong á thì mấy người đệ tử á, con không phải là đệ tử mà tức là những người ở trong cái ban tổ chức á, người ta nói là phải để tiền, để tiền từ thiện, cái thùng từ thiện tùy ý mình cũng để nhiều để đó, chứ thật sự là không phải là phải đưa tiền trước như vậy đó con. Dạ, cô cho con hỏi rằng là rồi sau đó thì một thời gian sau rồi cái ông Võ Hoàng Yên ổng có qua lại chỗ cũ để chữa mình nữa không cô? Đi chỗ khác con, đi tiểu bang khác. Dạ, ở bên Adelaide á, đi tiểu bang khác, mà đi về Melbourne này thì đi chỗ khác, đi chùa khác nữa con, chứ không phải là phải đi từ chùa này từ chùa khác, chứ không phải là một chỗ con. Có qua nữa, nhưng mà trời trị với chùa Quang Minh á,
Quang Minh ở dưới V-Group á đó, mỗi Dạ. lần qua là thay đổi chỗ chứ không phải trụ một ngày ngay một chỗ con, rồi đi tiểu bang này đi tiểu bang kia, chứ không phải là một cái Melbourne đi Sydney đi Adelaide đi đủ hết trơn á, đi đủ tiểu bang hết. Dạ. Rồi ngoài cô ra cô có những người bạn nào mà cũng trong cái thời điểm đó cũng đi tới ổng để chữa bệnh không cô? Nhiều lắm con, nhưng mà thật sự cô nói lúc đó là cô về nhà là cô nói với bạn bè của cô nói trời cái ông thầy này sao mà ổng lựu đạn quá trời, ổng lấy tiếng chứ không phải là ổng chữa không hết bệnh, chữa cái bệnh gì mà cái biểu vỗ tay kêu từ xung quanh vỗ tay nè hết rồi nè, thấy không, cái bú tan rồi quay phim đâu, quay lên cô nói với bạn bè cô, nhưng mà người ta lúc đó người ta đã thần tượng ổng vô dĩ lắm con, người ta mê, phải nói là mê giống như bị bùa bị mà nhãi hay gì đó, thật Dạ. ra mình không có nói thì nói người ta nghe được, người ta nói là ta chó quốc à, có người nói trời ơi thầy Võ Hoàng Yên hay quá à, cho tôi lại trời lại Phật tôi lại cho thầy Hoàng Yên qua nữa tôi trị, cô nghe nói cô phát nổ dịch rồi, nhưng mà mình nói ra thì người ta đâu có tin đâu con. Trời, cô nói nè cái bú tôi nè, rõ ràng là coi đi cái bú tôi nè nó bự bằng cái bánh cam vậy đó, mà ổng nói ổng bấm cái là tan gì, rồi hỏi như nó như cục đá, nó cứng như cục đá vậy làm sao tan được, mà rồi rõ ràng là tôi leo xe tôi lái xe về nhà là dòm lên chiếc chú hậu nữa rồi nó bục bục tổ chúa vô y chang vậy hả, Dạ. mà nói không ai tin hết trơn con, lúc đó giống như là cái ổng được thờ hay sao người ta mê, nghĩa là kiểu là người ta kêu là ổng ở đâu á là người ta đu tới, nghĩa là cả hàng trăm hàng mấy trăm người đó con. Nhưng mà trong cái thời điểm trước đó mày làm tại tại sao cô biết ổng là tới đó để chữa bệnh mà cô tới? Cô đã nói với con là cô không biết, cô không hề biết ông Võ Hoàng Yên là ai, bạn của cô chỉ Dạ. đi điền phôn sẵn cho cô rồi đưa đi À, lên đưa tới tới nhà thôi. chỉ là bắt cô ký tên vô rồi chỉ chở cô đi, chứ cô hoàn toàn cô chưa biết cái ông Võ Hoàng Yên này là ở đâu được, tên gì ở xứ nào qua đây nữa và trị bệnh gì nữa, cô nói thật với con như vậy đó. Dạ rồi trước khi mà tới lượt cô chữa đó thì cô có ngồi cô chờ để xem ổng chữa một số những người khác mà thấy họ có bớt hay không chưa? Có con có trời ơi thấy tội nghiệp lắm con ơi, hai hai đứa con trai, hai đứa con trai nó sanh đôi đó con, mà Dạ. nó bẩm sinh nó ra nó bị là hai cái chân nó bị quẹo vậy nè, nó không đi được, và hai anh em nó 12 tuổi mà ngồi xe lăn mà thấy đứt ruột má nó khóc quá trời, tại vì ổng lợi ổng bẻ cái ổng leo lên ngồi trên hai cái chân đó con, ổng Dạ. kéo ra để trên cái băng á, ổng Dạ. kéo hai cái chân mình nhỏ ra ổng bẻ hang cổng, mà cái thay ổng cả 100 kg, mình chính mình người đứng ở ngoài mà mình thấy mình còn đau lòng xót dạ, mà nói chi mẹ con nó, mẹ 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 con nó đứng ngoài khóc con biết không, mà nó la nó khóc cho mình người không có dính dáng gì tới nó, mình thấy còn xấu ruột đau lòng con biết không, ổng leo lên ổng ngồi trên hai cái chân của thằng nhỏ, rồi xong rồi cái đứng dậy cái biểu nè đứng dậy coi đứng dậy, nhỏ thì nhẹ tay nhỏ té xuống liền, đâu có nghe được con, hai cái chân quẹo bẩm sinh mà làm sao mà bẻ mà cho nó nghe lại được, cái ổng nói cái này á về á chị á phải tập cho nó đứng dựa vách tường mỗi ngày phải tập mấy tiếng đồng hồ này khi cái nọ, trời ơi cô thấy cô nói thôi cô hết biết rồi, cô nói thật sự con của cô bị vậy không bao giờ cô đem tới mà chữa vậy đó đó. Dạ. Rồi bây giờ kết thúc cái bài nói chuyện hôm nay á, thì cô có một cái nguyện vọng gì không để gửi cho tới cộng đồng không cô? Thì cô mới nói như vậy nè, thật sự mình á mình ở nước ngoài rồi, mình sống ở nước ngoài rồi thì mình phải tin tưởng vào cái ngành y tế, chứ nếu mà thầy bà như vậy á mà chữa như vậy thì bác sĩ người ta ế hết trơn rồi, bệnh viện người ta đóng cửa người ta không có làm nữa con thấy không, thì mình đừng có nên tin dị đoan, phải tin những cái chuyện như vậy á, kêu là mỹ dân nó con biết không đó, nhưng thật sự cô nói nè như giống như thằng Thám Sang á, Thám Sang nó cũng đi chữa bệnh giống như ổng vậy đó, nhưng mà có bao giờ nó biểu đệ tử nó đây quay phim này kia kia đó, nó chữa xong rồi bà con biết được vậy con chữa giờ bà con cô bác được vậy rồi, mai thì hết không hay thôi, chứ con không có bằng cấp không có gì hết trơn á, mà người ta hùng hùng tới người ta nhờ nó chữa giùm đó, thật sự là cô chỉ muốn là mọi người nên từ từ nay đừng có tin lên những cái gì mà giống như phong trào á,
đưa ổng lên quá trời cao. Thành ra giống như một người, hai người mà bị như vậy thì không nói không ai tin hết. Lúc đó thật sự là con cô nói con nghe là không nói hay là nhiều người cũng không ai tin hết. Bạn bè cô còn có người còn nói trời ơi thầy tung tâm, thầy hoàng uy quá để mà chữa tôi. Hay thầy. Trời đất quỷ thần ơi, cô nói nè tôi nè, hay quá nè. Cái bố của tôi nè, phải đi nhà thương mổ cấp cứu nè. Đó, con thấy không? Đó, chỉ vậy thôi à. Dạ rồi, nói thì nói chung là dạ, cảm ơn cô cũng đã gọi tới cho con, và cô xin phép cô đăng cái bài nói chuyện của cô lên trên mạng ha, để cho mọi người nghe. Được rồi, con không có sao đâu dạ, con. Và cái thật sự thì cái cô, kênh cô không bao giờ dạ. cô nói sai sự thật, cô là người tu hành. Dạ. Cô không nói sai là cô xa địa ngục, con biết không? Dạ rồi, con cảm ơn cô rất là nhiều, chúc cô sức khỏe ha cô ha. Rồi, cảm ơn con ha. Dạ, con cảm ơn rồi. Cô. Dạ, bye bye cô ạ. Bye bye, chào con. Dạ.